Chiều nay ngày 8 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Động tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Trần Thị Thu Huyền ở thôn 4 xã Hoàng Động. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các ban ngành, đoàn thể xã Hoàng Động. Gia đình bà Trần Thị Thu Huyền có con trai là quân nhân tại ngũ và thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Gia đình bà Huyền sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng và không có khả năng xây mới chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của bà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện cùng chính quyền địa phương khai thác nguồn kinh phí hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm để xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Huyền. Sau thời gian 3 tháng thi công, ngôi nhà đại đoàn kết xây tặng gia đình bà Huyền đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 60m2 với tổng kinh phí hơn 370 triệu đồng. Trong đó huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 90 triệu đồng gia đình trí tuệ tình thương ủng hộ 8 triệu đồng số tiền còn lại là gia đình dành dụng và dòng họ hỗ trợ việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Huyền thể hiện sự quan tâm chia sẻ của cấp ủy chính quyền địa phương các nhà hảo tâm gia đình dòng họ trong việc chăm lo động viên giúp đỡ gia đình bà Huyền có nhà ở kiên cố nâng cao chất lượng cuộc sống trong ngày vui khánh thành cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể xã và thôn bốn đã chúc mừng tặng quà gia đình bà trần thị thu huyền nhiều phần quà thiết thực có ý nghĩa động viên gia đình bà sớm ổn định cuộc sống cuối buổi lễ các đại biểu cùng gia đình đã thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành và tham quan ngôi nhà mới trong niềm vui phấn khởi của hộ gia đình bà trần thị thu huyền đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn cao cả tạo sức lan tỏa sâu rộng về tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách đối với gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở qua đó bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn